Trong video này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị về cái quang cảnh của cái bãi biển Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam với cái góc quay từ trên cái tầng 22 của khách sạn. Chúng tôi quay cái toàn cảnh cái bãi biển với cái góc nhìn của một người làm xây dựng. Vì vậy mà vừa là giới thiệu về cái cảnh đẹp của cái bãi biển Đà Nẵng thì chúng tôi cũng giới thiệu về một số cái góc nhìn hạ tầng kỹ thuật xây dựng liên quan. Thì chúng tôi đang đứng ở cái tầng 22 của khách sạn Hải An ở số 278 đường Võ Nguyên Giáp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi quay video này đúng lúc thời tiết cũng đẹp, cho nên là hình ảnh nhìn nó cũng tương đối là rõ nét. Đây là tuyến đường Võ Nguyên Giáp chạy dọc bờ biển. Ở bên trái màn hình quý vị là các cái tòa nhà cao tầng, còn bên phải là bờ biển. Có rất là nhiều cây dừa được trồng dọc theo cái tuyến đường Võ Nguyên Giáp ở cái khoảng không gian giữa đường và bãi biển. Ở dưới bãi biển nó có các cái nóc xanh xanh rằng rằng, là các cái chòi á, để cho du khách có thể thuê và ngồi cũng như là thư giãn, rồi có thể là xuống biển để tắm. Bây giờ là khoảng tầm 14 giờ chiều. Chúng tôi làm video này vào ngày mùng 3 tháng 5 năm 2019. Thời tiết nắng đẹp. 14 giờ chiều cũng có một số du khách đang tắm biển. Chúng tôi xin giới thiệu một chút về cái khách sạn Hải An ở trên tầng 22 này, là cái tầng thượng. Nó đang có một cái có cái hồ bơi. Mọi người đang bơi cũng tương đối là nhiều ở trên sân thượng. Xung quanh thì cũng có một số cái tòa nhà cao hơn. Rất là nhiều tòa nhà cao tầng ở đây. Đây là biển. Nước biển rất là trong xanh. Bờ cát thì trắng đẹp. Các cái nhà sản xuất thì người ta cũng tranh thủ cái góc nhìn từ trên cao, trên các cái tầng cao của khách sạn. Người ta lại dùng cái hình ảnh quảng cáo trên nắp của các cái dù, các cái lều của các cái chòi. Ở đây có các cái thương hiệu của Pepsi. Cũng là một cách quảng cáo rất là hay. Thì toàn cái tuyến đường Võ Nguyên Giáp có một cái đặc điểm chung là một bên là bãi biển. Bãi biển với nước trong xanh, cát trắng đẹp, rất là nhiều cái chòi được tổ chức khoa học, gọn gàng, sạch sẽ. Rồi có nhiều cái cây dừa cùng với một số cây xanh nhỏ nhỏ khác được trồng để lấy bóng mát. Sau đó là tuyến đường và một bên là các cái tòa nhà cao tầng. Đa số là các cái tòa nhà khách sạn và các cái condotel, các cái tòa nhà căn hộ dịch vụ kết hợp với cho thuê. Đường xá Đà Nẵng thì cũng rất là sạch đẹp, thoáng.
chúng ta quan sát một chút về bãi biển, rất là đẹp, cát trắng mịn, rất là sạch sẽ. Có một số cái cano ở xa xa đây là phục vụ cho du khách lướt sóng để mà thử cái cảm giác bồng bềnh trên biển. Cũng có khá nhiều khách du lịch đang tắm biển. Ngoài những cái tòa nhà khách sạn cao tầng thì trước màn hình quý vị đó là một cái khu resort với nhà dạng villa thấp tầng. Bờ biển Đà Nẵng rất là dài, ngút ngàn luôn, hết cái màn hình quý vị, cả hai bên luôn. Chúng tôi quay hướng Bắc rồi hướng Nam, rất là đẹp. Bờ biển rất là dài. Kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng xin nha chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay từ thực tế liên quan đến lĩnh vực xây dựng và hạ tầng kỹ thuật trong xây dựng, rồi post lên kênh hàng ngày để phục vụ quý vị.